TV256 xin mến chào quý bà con cô bác nha. Chào bạn Dũng, An Lực, Kiêu nha. Chào bạn Hùng Nguyễn. Cảm ơn hai bạn đã đến với channel TV256. Hôm nay TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái đề tài là một tổng bí thư ngu dốt hay là một tổng bí thư hám quyền. Thì cách đây là 3 4 ngày thì TV256 đó có đọc được những cái lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì đăng ở trong cái trang nhà mà của Nguyễn Xuân Phúc vậy. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đó, ông nói như thế này. Quý vị nghe cho rõ nha. Đặc biệt, Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực. Thì khi mà nghe cái câu của Nguyễn Phú Trọng nói như thế á, thì nói thật á, thì TV phản phản ảnh ngay đó là một câu nói đầy ngu dốt của một nhà cầm quyền, một người gọi là cầm đầu một cái đảng cộng sản mà nói một cái chuyện rất là ngu dốt như vậy. Đã là con người rồi mà. Chào cô Hoa Thiêu nha, chào bạn Đồng Trinh. Mình là con người thì ai cũng phải có cái lòng tham hết. Sự thật là như vậy thôi. Làm con người mình không có thể tránh khỏi được cái lòng tham đâu. Cái lòng tham, lòng ước muốn. Mình làm được 1 đồng, mình kiếm thêm 2 3 đồng nữa, mình cố gắng mình làm việc. Về cái tham vọng về tài chánh, về tiền bạc, con người cũng có cái tham vọng. Không có ai tránh được hết. Đâu có ai sống mà không có vì đồng tiền đâu. Không có tiền thì lấy gì sống. Người ta nói bắt buộc con người nó phải có cái sự mà ham muốn, rồi mới làm việc cực khổ, rồi mới kiếm những cái đồng tiền, rồi mới tiêu xài được. Chào bạn Ngọc Hợp Lê Thị nha. Con người mà không tránh khỏi được về cái vấn đề tiền bạc hay là về cái quyền lực cũng vậy thôi. Con người mà ham muốn cái quyền lực đó thì TV256 thấy nó rất là bình thường. Mà nếu mà mình đó mà không có cái sự mà ham muốn quyền lực đó, thì mình ở ngoài mình đừng có tham chính. Mà đã tham chính rồi là phải ham muốn quyền lực. Ví dụ bây giờ đó mình vô trong quân đội đi, quân đội cũng là mình muốn quyền lực đó. Mình đi binh nhất đi. Binh nhất thì mình cũng phải tranh đấu để mà sau lên binh nhì chứ. Ít binh nhất, binh nhì là mất binh nhất chứ, xin lỗi. Lâu quá rồi lại quên. Mình mới vô là mình binh nhì trước, rồi mình mới lên là binh nhất. Binh nhất rồi cái đến hạ sĩ. Rồi hạ sĩ nhất, rồi trung sĩ nhất, rồi mới thượng sĩ. Thượng sĩ nhất
Con người mà chức vụ mà càng cao thì mình càng nhiều quyền lực, thì con người nó mới tiến bộ được, cái xã hội mới tiến bộ được. Ngay cái thời mà ăn long ở lỗ cũng vậy, nếu mà mình không có sử dụng tiền á thì người ta có thể tính bằng thức ăn. Mình dành dụm được nhiều thức ăn để mà mình phấn đấu cho cái tương lai sau này nữa, mình để nuôi gia đình rồi nuôi con cái, ví dụ vậy. Nếu mà mình không dùng tiền, con người cũng vẫn ham muốn thôi. Mình ham muốn có một cái chiếc xe để mà mình chạy, một cái chiếc xe đẹp, hoặc là mình ham muốn có một cô vợ đẹp, ví dụ vậy. Mình ham muốn có một cái áo đẹp. Cái đó là con người không có tránh được. Theo TV256 nhìn thấy thì không có tránh được. Nhưng mà mình thấy nó rất là đau lòng vì một cái người gọi là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại kêu gọi những cái cán bộ dưới quyền của mình là nằm trong bộ chính trị luôn, là không có được, gọi là tuyệt đối không có được cái tham vọng quyền lực. Một người mà không có tham vọng quyền lực làm sao làm việc được? Bởi vì á, cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng đó, nó làm nhớ đó, nó làm TV nhớ đến cách đây 11 năm. Và lúc năm 2006 thì ổng là được gọi là được bỏ phiếu á, chứ không phải bầu cử. Nói bầu cử thì nó thô bỉ lắm, tại vì khi mà nói đến bầu cử á, thì mình phải nói ít nhất là phải có hai người, phải không? Có hai người rồi nó có phải phải có vận động tranh cử thì mình mới nói gọi là bầu cử được, đúng nghĩa được. Chứ bầu cử mà chỉ có một mình rồi đưa ra quốc hội, rồi quốc hội phê chuẩn thôi, rồi ông trở trở thành một cái người là chủ tịch quốc hội, cái chức danh của ông là chủ tịch quốc hội. Và khi quý anh chị biết rằng đó, khi mà ông lên cái chức vụ chủ tịch quốc hội đó, thì ngay ngày hôm sau là ông đăng đàn lên, ông nói một cái câu rất là đối với cái xã hội mà dân chủ đó, mình thấy rất là thô bỉ. Ông nói như thế này nè, quý vị nghe có lọt lỗ tai không? Quốc hội bầu tôi làm chủ tịch thì tôi nhận lãnh, chứ tôi hoàn toàn không biết nhiệm vụ phải làm cái gì hết đó. Ông nói một câu gọi là nó tệ hại như vậy. Mình sống trong một cái thế giới dân chủ thì mình chứng kiến được cũng như hai ứng cử viên, người ta tranh luận với nhau như thế nào, và người ta tỏ thái độ là ham muốn cái chức vụ đó như thế nào, và người ta nói lên cái tài năng của người ta, cái tài năng lãnh đạo, cái tài năng nếu mà tôi đắc cử cái chức vụ đó thì tôi sẽ hoạch định những cái chương trình, cái kế hoạch của chúng tôi như thế nào, thì mới đúng là một cái người gọi là mới 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 xứng đáng với cái chức vụ đó, thì cái đất nước mình đó, nó mới phát triển được. Còn anh đó, mà thí dụ anh không có ham cái chức vụ đó thì làm sao mà đất nước phát triển được? Vô phương. Bởi vì cái đất nước chúng ta đó nó dậm chân tại chỗ từ cái lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng mà ông cầm quyền tới bây giờ, từ chủ tịch quốc hội rồi bước sang tổng bí thư. Một con người gọi là không có một cái kiến thức hiểu biết, TV nói thẳng là rất là ngu dốt, đúng không? Ông tưởng đâu là ông là một cái người thần thánh rồi là không có ham muốn. Con người mà không ham muốn là con người thất bại. Mình phải có cái ước mơ, cái ước muốn.
mình phải có ước mơ là tôi ở một cái căn nhà tiện nghi, thí dụ vậy. Tôi thích mua cái xe mới, hoặc là con người nhờ gì đó mà cả thế giới người ta mới phát triển, mới văn minh, mới tiến bộ, chứ đâu có mà tiền bạc, cái nhà cửa, quyền lực như nhau hết, nó không có khác gì hết. Cái quyền lực anh cũng phải phải mong muốn, nhưng mà cái phân biệt, một cái sự phân biệt rất rõ là khi mà anh hám, ví dụ TV nói anh hám quyền lực ấy. Thành ra cái từ đời TV nói rằng là một tổng bí thư ngu dốt, hay là một tổng bí thư hám quyền lực. Một khi anh hám quyền lực là khác, hám quyền lực là nó ngoài cái sự ham muốn bình thường của con người. Hám quyền đó là anh sử dụng mọi cái thủ đoạn, anh sử dụng mọi cái anh có thể vi phạm tội ác, vi phạm luật pháp để mà anh cướp đoạt cái quyền hành trong tay của người khác. À, cái đó là hám quyền, hám lợi. Cái đó là tội ác. Cái đó đó thì chúng ta có thể lên án đó. Những kẻ hám quyền, hám lợi. Thì quý anh chị thấy rõ ràng đó. Thí dụ TV đưa ra cái điển hình đó là Hồ Chí Minh. Quý anh chị nghĩ Hồ Chí Minh là một tên như thế nào? Là một tên hám quyền đó. Hồ Chí Minh là một tên là cướp chính quyền mà. Cướp chính quyền trong tay của chính phủ Trần Trọng Kim. Đây là những tên hám quyền, hám lợi, là những cái tên mà gây ra tội ác đối với dân tộc Việt Nam của mình. Và cái trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy đó là ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy thôi. Quý anh chị em nhớ là cái đại hội 6 vừa qua, ông bằng mọi thủ đoạn để mà ông giữ cái chức tổng bí thư, ông giữ nhất định gọi là không xuống ghế tổng bí thư dù ông đã quá tuổi rồi. Rồi ông đưa ra những cái điều luật gọi là nó bất hợp lý để mà ông ngồi cái ghế tổng bí thư đó. Và ông cho rằng là cái ghế mà tổng bí thư này đó là phải là người Bắc có lý luận. Phải là người Bắc có lý luận. Thấy không? Khổ cho cái đất nước mình. Thành ra đó, hôm nay tôi muốn trình bày với quý anh chị em là cái tên Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là cái một cái tên gọi là hám quyền. Hám quyền bằng nhiều cái thủ đoạn để mà giữ cái ghế của mình. Vạch mặt ra cái tên Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, mà chính những cái câu nói của ổng đó lại là kêu gọi là mấy cái cán bộ đảng viên, những cái ủy viên Trung ương Bộ Chính trị là tuyệt đối nha, tuyệt đối không có được tham vọng quyền lực. Cái đó là cái lưu manh vô cùng luôn. Nó loại hết tất cả những cái người mà nó muốn loại. Trong khi đó, cái mà đó là cái chuyện bình thường. Dạ, chào bạn Phạm Hồng Lam nha. Cái chuyện mà cái chuyện đó rất là bình thường. Con người ta đó thì tự nhiên là phải thích quyền lực thôi. Thích quyền lực là có cái tham vọng, cái tham vọng mỗi ngày mình làm việc tiến bộ thêm, mình làm việc mình lên chức, lên lương, thêm quyền hành. Con người đâu có ai tránh khỏi điều đó đâu. Mà nhờ những cái việc mà ham muốn của con người như vậy thì
cái thế giới này nó mới phát triển, nó mới tiến bộ được. Thử hỏi con người mà không có ham muốn nhiều kiến thức, ai là không ham muốn nhiều kiến thức? Ai cũng ham muốn nhiều kiến thức để hiểu biết, để mà làm cái điều này, làm cái điều nọ có ích cho xã hội, ai cũng muốn hết. Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho mình, ai cũng muốn nhiều tiền bạc, ai cũng muốn có cái việc làm tốt, cái việc làm ngon, ai cũng muốn điều đó. Nó là cái bản chất của con người rồi, nó là một cái chuyện rất là bình thường. Mà con người người ta làm bình thường như vậy, thế thì cái ông tổng bí thư này ông là cấm, ông nói tuyệt đối không có tham vọng quyền lực. À, quý anh chị em nghe có đã không? Mà ổng là một tên tổng bí thư, tổng bí thư cái quyền hành gọi là tuyệt đối, giống như là một ông vua. Mà một ông vua mà kém hiểu biết như thế này, làm sao mà để ổng ngồi trên cái ghế quyền lực như vậy được? Hôm nay TV256 lên tiếng là muốn gọi là dẹp bỏ cái quyền lực của cái đảng cộng sản này. Một cái đảng cộng sản mà một cái tên tổng bí thư không hiểu, không có hiểu biết, hoàn toàn không hiểu biết, không có hiểu biết về cái vấn đề mà tham vọng quyền lực, mà khác với hám quyền lực như thế nào. Ở đây cái việc phân biệt ra nó rất rõ, những người mà hám quyền lực là những người giống như ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người mà hám quyền lực là giống như là ông Hồ Chí Minh. Hai đây đây là cái hai cái nhân vật mà thí dụ mà nó rõ rệt nhất. Tại vì cái người mà hám quyền lực là cái người mà bất chấp thủ đoạn, họ có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để họ tranh giành quyền lực, để mà đẩy người ta, đạp người ta xuống, hoặc cướp quyền hành, cướp cái chính quyền của Trần Trọng Kim. Hồ Chí Minh ăn cướp giành quyền lực, đó là cái xấu. Còn người ta có cái tham vọng quyền lực là cái bản chất của con người. Bản chất của con người ai cũng tham muốn điều đó, nó không phải là xấu. Quý anh chị thấy có thể là đồng ý thì đánh cho TV256 số 1 để tôi biết có quý anh chị em có đồng ý những cái điều mà TV256 lên tiếng hay không. Chúng đăng này đó, mình làm mình ý mình làm là tổng bí thư rồi, mình đặt ra những cái luật lệ mà rất là khôi hài, giống là những người đóng vai trò gọi là tổng bí thư là phải biết lý luận, và là phải người Bắc biết lý luận. Chào bạn Văn Vũ. Lâu ngày quá thì TV256 không có livestream. Bữa nay thì buồn buồn thì nhớ đến quý anh chị em. Mà nói cho ngay đó, thì mỗi lần mà TV256 mà livestream á thì không có được đông khách. Có thể là nhiều khi mình ăn nói nó không có duyên biết không? Thành ra không có được đông khách, thành ra nên làm mình cũng nhiều khi đó mình cũng chán ngán đó chứ. Thành ra mình thấy nhiều người người ta livestream nó lên tất cả mấy chục ngàn, cả ngàn người xem, nhưng mà mỗi lần TV256 lên đó thì nhiều lắm là có cỡ khoảng 20 người xem là vui lắm rồi, nghe không? Sự thật mình thích nói lắm chứ. Và nói cho ngay đó, mà mình muốn nói đề tài nào cũng được hết. TV256 cũng quen quen vấn đề mà sinh hoạt nói chuyện như thế này rồi. Mình livestream cũng đã là mấy chục lần rồi đó.
hai mươi mấy lần rồi đó, mà có thể mình livestream hình như là nó tùy hứng thôi, chứ nó không phải rằng là mình mỗi ngày. Thành ra cái số người tham dự thì không được đông đảo. Một người mà tổng bí thư đó, mình thấy nó cái trách nhiệm nó lớn lắm. Qua cái sự việc mà bắt ăn ông Trịnh Xuân Thanh đó, ở Bình Đức đó, một người bắt một người tổng bí thư mà hành xử như là cái một bọn gọi là khủng bố, nó là khủng bố chứ còn gì nữa. Khi anh đến cái quốc gia người ta mà anh bắt những cái người khủng bố như vậy, anh bắt bắt người như vậy có vũ khí như vậy, thì cả thế giới lên án anh, gọi là cái đảng đảng cộng sản của các anh là đảng khủng bố à. Nó đương nhiên à, anh bắt cóc người mà, thì khi mà mình ông Nguyễn Phú Trọng đó, ổng là một cái đảng trưởng như vậy thì cái trách nhiệm mà ông phải phải lớn lắm, mà ông phải có cái lòng tự trọng, phải có lòng tự trọng chứ. Tại vì nguyên do là cá nhân của mình, cái tham vọng quyền lực của nó quá lớn rồi, mình đi mình bắt cóc người ta như vậy. Ở đây TV không nói mấy cái người mà bắt cóc, nhưng mà TV nghĩ rằng là tất cả là đầu dây mối nhợ là cái tên tổng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ có ổng ra lệnh thì mấy nhân viên ở dưới thì phải thi hành theo thôi. Và ổng đó phát động cái phong trào gọi là chống tham nhũng mà. Bởi vì cái ông này ổng nhiều cái câu nói mà tệ hại ghê đó. Đánh tham nhũng mà sợ vỡ bình. Đấy không? Mở miệng ra mà nói đánh tham nhũng chẳng khác gì ta đánh ta. Một người tổng bí thư là giống như một người ông vua mà nói chuyện mà thiếu sự hiểu biết như vậy. Khi mà ổng nói ta đánh ta thì mình phải hiểu ngay rằng là ổng cũng là người tham nhũng rồi. Ổng tham nhũng mà ổng đánh tham nhũng làm sao được? Đấy không? Nói rằng người ta biết là cái ý mình như thế nào hết trơn rồi. Ổng tham nhũng làm sao mà có cái tượng vàng Formosa nó tặng, rồi làm sao có hai căn nhà ở Sibutra đó. Những lời đó là những lời mà tố cáo của ông Thanh đó. Ông Thanh ông bị bắt đó, thì trước khi ông bị bắt thì những cái lời tố cáo của ông, bởi vì ông tố cáo Nguyễn Phú Trọng như vậy, thành ra ông nóng lòng ổng nóng lòng quá, ổng mới bắt cái ông Trịnh Xuân Thanh. Vì trong cái việc làm của ổng đó, nó gây ra cái vấn nạn rất là lớn, là nước Đức gọi là cắt đứt quan hệ ngoại giao luôn, rồi đuổi tất cả những cái người đại sứ rồi là về nước. Và bây giờ vận động luôn cả Âu Châu gọi là tẩy chay vấn đề mà ký kết những cái hiệp định về thương mại đó. Hiệp định về thương mại mà 42 tỷ đô la, quý anh chị em nghĩ đó. Coi ổng làm thất thoát cho cái đất nước này như thế nào, mà đến giờ này ổng vẫn còn tại vị, ổng vẫn gọi là mang cái chức vụ tổng bí thư. Nếu mà con người ta có tự trọng, người ta đã từ chức lâu rồi à. Không có ai mà ở cái chức vụ mà tổng bí thư như vậy mà mình làm điều sai trái như vậy, mình làm điều sai trái để cả thế giới lên án cái đảng cộng sản này là cái đảng tội ác, cái đảng cộng sản này là cái đảng khủng bố, mà không có tránh được cái tiếng đó từ bên Mỹ, bên Úc, bên Canada,
đồng bào Việt Nam khắp nơi biểu tình phản đối. Mai mốt đây đó, chính phủ Hoa Kỳ, rồi chính phủ Canada, rồi chính phủ Nhật Bản nữa, sẽ lên tiếng chứ chuyện này nó không yên đâu. Chuyện này TV256 muốn là chúng ta cần phải đào sâu. Đào sâu cái vụ Trịnh Xuân Thanh, đào sâu cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng, tội ác của Nguyễn Phú Trọng, chưa kể đến những cái mà tội ác nó liên quan chằng chịt đến đến cái chết của chủ tịch nước gọi là Trần Đại Quang nữa. Đến 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 ngày hôm nay người ta nghi ngờ là có cái chết đó, chủ tịch nước Trần Đại Quang, người ta nghi ngờ là bị đầu độc bởi chất phóng xạ. Đinh Thế Quỳnh cũng gì, Đinh Thế Huynh cũng gì, bởi vì đây là cái thời điểm mà TV256 nghĩ rằng là phải dứt dứt điểm đó, làm sập đổ cái chế độ cộng sản, giải tán cái chế độ cộng sản, giải tán đảng cộng sản. Đảng cộng sản rất là thô bỉ, đảng cộng sản người ta biết rõ nó là một cái đảng khủng bố và một cái đảng tội ác từ lâu rồi, mà cả thế giới rồi là chịu nhịn chịu nhục đó. Biết bao nhiêu cái bản án mà bất công đối với những nhà đấu tranh dân chủ, quý anh chị em thấy rõ điều đó. Từ những bà mẹ như là chị mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có hai đứa con nhỏ dưới 10 tuổi mà đi bắt người mẹ người ta tàn nhẫn cái gì, chia cắt gia đình như vậy. Rồi bây giờ chúng ta không biết rằng là hai đứa bé phải sống như thế nào. Tại sao mà có những cái chế độ mà nó tàn nhẫn vô cùng như vậy? Nó tàn nhẫn với những cái người mà yêu nước như vậy. Phải mà chị mẹ Nấm đó mà không có, chị mẹ Nấm mà có làm những cái gì mà tội ác thì mình cũng không nói nha. Trong khi chị là một người yêu nước, chị đấu tranh cho cái đất nước này để mà bớt đi cái sự ô nhiễm môi trường. Chỉ lên tiếng về cái vấn đề Formosa, chỉ lên tiếng về giặc Tàu nó đang xâm lược cái đất nước chúng ta ở Nha Trang, Phú Khánh, ở nơi là dùng chỉ ở. Rồi chưa nói đến chị Trần Thị Nga nữa. Chị Trần Thị Nga còn có hai đứa con nhỏ. Chị Trần Thị Nga còn có hai đứa đứa nhỏ xíu à, mà lại hành xử đối với một người phụ nữ như vậy. Một người phụ nữ đó đã từng bị đánh đập gãy chân, từng bị bắt tù nhiều lần, mà bây giờ lại bắt giam con người ta như vậy. Bắt giam vì cái lòng yêu nước thôi, chứ chị không có một cái tù gì hết đó. Tù hình sự hay gì họ không có đâu. Tất cả là vì vì căm ghét người ta thôi. Cái vấn đề là bất đồng chính kiến thôi. Nó gọi thẳng là cái nó là tù chính trị. Chị Trần Thị Nga tù chính trị, chị không có tội gì hết. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng không có tội gì hết. Thành ra đó, chúng ta làm sao phải cứu tất cả những người yêu nước này. Không có thể để mà cái tội ác nó cứ tiếp diễn hàng ngày hoài, mà nó tiếp diễn kéo nhau rồi là mấy chục năm luôn. Mấy chục năm chúng ta chứng kiến hàng chục lần trước tòa án, cả thế giới cũng chứng kiến điều đó chứ không phải rằng là chúng ta không. Cả thế giới thấy những cái tòa án nó ô dục lắm, nó nhục nhã ghê lắm, mà nó hại những người yêu nước như vậy, không thể nào mà ai có thể chấp nhận được. Những người đấu tranh không bao giờ chấp nhận được, những người yêu nước không bao giờ chấp nhận được. Chúng ta phải cứu những người này. Những người này là những người
người anh hùng của dân tộc Việt Nam, chứ không phải giống như cái bọn mà Nguyễn Phú Trọng đâu. Bọn Nguyễn Phú Trọng chính là những cái tên tội ác của dân tộc Việt Nam, những cái tên tội đồ của dân tộc Việt Nam, phải phân biệt, phải biết. Mà tôi đi nghĩ rằng thời buổi này người ta đã biết rồi, người ta đã biết hết rồi, người ta đã biết tất cả những cái tên tội ác đó rồi, biết bao nhiêu người đã lên tiếng rồi, nhưng mà tất cả đó vì cái vấn đề nồi cơm, vì cái vấn đề nồi cơm, thành ra người ta chưa có bỏ hết. Nhưng mà TV khẳng định là trước sau nó cũng phải sụp đổ thôi, không có chịu nổi là sức ép của cái toàn thế giới đâu, nhất là sau cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh mà bị bắt cóc đấy, cả thế giới lên án, cả thế giới thù ghét cái chế độ cộng sản. 27 quốc gia Âu Châu sẽ gọi là xóa sổ. Mà khi xưa đó, lúc đó là 28 quốc gia Âu Châu đó đã từng đưa ra nghị quyết 1481 rồi. Một nghị quyết 1481 nói rằng là chủ nghĩa cộng sản là tội ác và đảng cộng sản cũng là tội ác, nó là tội ác. Nhưng mà nó chỉ có cái tên thôi, chứ sự thật, mà chính vì cái tên đó là cái mà quan trọng đó, mình muốn nó phải xóa bỏ cái tên đó. Bây giờ thì rõ ràng là nó không còn cộng sản, nhưng mà nó vẫn núp cái bóng bóng cái tên đó, nó núp đằng sau cái tên đó để nó hành xử những tội ác, để nó giam giữ những người yêu nước, rồi nó làm tất cả các môi trường gọi là ô nhiễm. Con người Việt Nam bây giờ sống rất là khổ, sống xung quanh gọi là mọi chất độc khắp mọi nơi, chất độc từ không khí ô nhiễm, rồi nguồn nước, rồi nhất là thức ăn, ăn cái gì cũng có độc hết. Mà nó không phải là cái độc nó làm chết liền, mà cái độc nó làm cho cái con người bị ung thư, dị tật. Thử hỏi quý anh chị em, hồi nào tới giờ nước Việt Nam mình đâu có bị bệnh ung thư mà quá nhiều như vậy. Bệnh ung thư mà báo chí nó lên tiếng rằng là 300 người chết vì bệnh ung thư mỗi ngày, quý anh chị thử có thể tưởng tượng nổi không? Hồi xưa người Việt Nam mình đâu có bị ung thư đó, còn bây giờ đó mình vướng phải toàn là chất độc không à, mà chất độc từ giặt tàu nó mang ra, mang qua bên đây thôi. Rồi giặt tàu nó bây giờ nó xâm chiếm rồi là những cái quần đảo của mình, nó xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, mà cái nhà cầm quyền độc ác này nó độc ác với dân thôi, nhưng mà nó rất là sợ giặc tàu, tất cả nó nói là tàu lạ không à, người ta giết dân mình như thế mà cũng tàu lạ không à. Bởi vì người dân người ta nói rất là đúng, đây là lũ mà hèn với giặc, ác với dân. Quý anh chị em nào có thắc mắc gì không? Có đặt câu hỏi cho TV256 không? Bây giờ cũng 35 phút rồi, TV nghĩ chắc cũng đã đủ rồi ha. Xin TV256 xin tạm biệt quý anh chị em nha.
TV xin chấm dứt livestream. Chào quý anh chị em.